Hôm nay sinh nhật của mẹ Khánh nè mọi người. Đốt đi Hân, đốt cho má cầm cầu nguyện. Đốt luôn á, nó hỏi cho Thái Hân. Đốt luôn, ừ. Mà ghê, má cầm cầu nguyện ha. Hết chú vòng mẹ rồi. Lấy mấy thằng cài kia kim vô. Nhiều cái hết rồi đó. Ừ, năm rồi bóp vô chộp nó hết rồi. Cái bánh nó rồi. Tôi quên nó nè. Là mấy này gõ ghê luôn nè. Cười không? Cười gì xuống răng mắt cũng cười. Tại kêu đi làm ngăn đi. Kêu làm ngăn đi. Mà thích thích vô chút. Thích vô chút là chụp thấy được. Miếng miếng nữa hả? Gọi cái. Rồi ấy là cho bà hỏi cái gì cho bà hỏi. Học sáng mấy tuổi là nhiêu cây đèn cày nè. Ừ, chút gửi cho. Hôm nay sinh nhật mẹ yêu của Khánh nè mọi người. Lấy má mày ngồi á, lấy cái tía cho má mày ngồi vậy. Thôi bà ngồi. Quả này bỏ đây này tắt thôi rồi lấy.